Mình gặp nhau là một tuần thì chồng em đã hỏi cưới em. Trời ơi. Và nhau được hơn một năm rồi. Sau một tuần là anh về nói chuyện với mẹ anh. Anh nhờ mẹ anh là tổ chức một cái lễ, gọi là lễ đầu tiên và lễ dạm ngõ. Đó là lần thứ hai em gặp bác. Bác nói là bây giờ hai đứa đừng nói gì nữa. Bây giờ hai đứa con hãy gọi nhau là vị hôn phu và vị hôn thê đi. Em cũng không có nghĩ là em lấy chồng luôn đó chị. Khoảng chừng 6-7 tháng sau em vẫn hỏi với chồng em là anh ơi, ủa mình đám cưới chưa? Bên Mỹ nó gọi là mình wear many hats, có nghĩa là mình cái gì mình cũng làm á. Thì mình làm việc lên tới mười mấy 20 tiếng một ngày luôn. Trời ơi. Thì khi mà mẹ của anh thấy anh làm như vậy đó, mẹ của anh giống như là nhìn mà rơi nước mắt luôn. Lúc đó thì ông xã Linh hỏi là em có thể về giúp anh được không? Linh cũng có cái áp lớn lắm, tại vì lúc đó thì Linh cũng mới đám cưới cũng không được lâu, nhưng mà mọi người cũng đặt niềm tin ở mình quá nhiều á.